Xin chào quý vị và các bạn. Nắng nóng ở Nam Bộ đã kéo dài hơn một tháng nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, hai ngày tới, người dân Nam Bộ lại phải tiếp tục đối phó với kỳ chiều cường cao, có thể gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng tới sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Dự báo đỉnh của đợt chiều cường lần này có khả năng xuất hiện vào hai ngày là ngày 12 và 13 tháng 3. Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể ở mức 1,6 đến 1,65 m, xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,05 m. Tại trạm Biên Hòa có thể ở mức là 1,8 cho đến 1,9 m, trên báo động 1 là 0,1 m. Tại trạm Thủ Dầu 1 có thể ở mức là 1,67 đến 1,72, trên mức báo động 3 là 0,07 đến 0,12 m. Thời gian xuất hiện trên đỉnh chiều là từ 4 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Các chuyên gia đánh giá đây là kỳ chiều cường cao, quý vị cần đề phòng ngập úng với những vùng trũng thấp và ven sông. Ngoài chiều cường cao thì hôm nay nắng nóng trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao, nhiệt độ ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Trở ra phía Bắc, ngày hôm nay, thời tiết lại đang chuyển biến tốt dần. Hầu khắp Bắc Bộ, trời khô ráo, thậm chí về trưa và chiều, mây mỏng, trời chuyển nắng nhẹ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, trời có nắng sớm hơn, nên nhiệt độ tăng lên mức từ 26 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Ở Trung Bộ, ngày hôm nay không khí lạnh yếu đi nhanh. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, trời chỉ còn nhiều mây nên nhiệt độ tăng lên ngưỡng là từ 20 cho đến 23 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời hưởng nắng về trưa và chiều, mức nhiệt tăng lên mức là từ 23 đến 26 độ. Còn ở các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ngày mai trời tạnh ráo có nắng, mức nhiệt ngày cao từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Biển động, ngoài khơi, khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Riêng khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cấp 5. Các vùng biển đều ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.